Chào mừng các bạn đang đến với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức con gái Công Vinh và Thủy Tiên giống bố hay giống mẹ. Mời các bạn cùng theo dõi. Bé bánh gạo thừa hưởng nhiều nét đẹp thanh tú của cả bố Công Vinh và mẹ Thủy Tiên. Ngày hôm qua, ngày 30 tháng 10, có lẽ là ngày không mấy may mắn và suôn sẻ đối với gia đình Thủy Tiên và Công Vinh, bởi công sức gần 3 năm giấu kín hình ảnh con gái của họ đã bị đổ xuống sông xuống bể. Ít nhất 4 hình ảnh cận mặt của nhóc tì bánh gạo đã bị lộ ra ngoài, trong khi cô bé đang hồn nhiên vui chơi bên cạnh bố mẹ. Bánh gạo sở hữu khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh và vô cùng dễ thương. Những hình ảnh về con gái Thủy Tiên và Công Vinh được chia sẻ rộng rãi, làm thỏa mãn sự tò mò của dư luận bấy lâu nay. Sau khi ngắm nghía diện mạo của bánh gạo, ắt hẳn câu hỏi đầu tiên sẽ hiện lên trong đầu người hâm mộ: con gái Công Vinh và Thủy Tiên giống bố hay giống mẹ? Một phép so sánh đã được đặt ra khi so sánh hình ảnh của bánh gạo hiện nay với hình ảnh của Công Vinh và Thủy Tiên hồi Hoa Vàng Cỏ Xanh. Phải chăng giấu kín khuôn mặt của con gái là truyền thống của cả gia đình cặp vợ chồng nổi tiếng từ xưa đến nay? Bởi cũng có rất ít khoảnh khắc thơ bé của Công Vinh và Thủy Tiên được chia sẻ trên mạng. Thủy Tiên xinh xắn nữ tính từ tấm bé, Công Vinh điển trai từ hồi thiếu niên. Trái ngọt tình yêu của cặp đôi nổi tiếng giàu có nhất showbiz hiện nay thừa hưởng nhiều nét thanh tú hiền hòa của cả bố Công Vinh và mẹ Thủy Tiên. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.